Khi đi vào video của ngày hôm nay, mình xin công bố những các bạn trúng giải giveaway. Đó là những các bạn trên màn hình nha các bạn. Thì các bạn hãy comment thông tin của các bạn dưới video này nha. Mình sẽ kiểm tra xem các bạn đã đăng ký kênh Tô Channel chưa, hay là các bạn đã like video chưa. Và mình sẽ phát những cái tấm thẻ bài đặc biệt kèm theo một cái bộ bài toàn vẹn của 48 thẻ bài quyết đấu lần trước các bạn, về đến tận nhà các bạn ha, theo đường bưu điện nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tô Channel của mình. Độ hot của phiên bản cũ vẫn chưa hết, thì phiên bản mới đã được ra mắt các bạn. Trước mắt các bạn đây là một thùng bánh Marine Boy, nhưng mà cái phiên bản nó là phiên bản tối thượng ha các bạn. Review sơ về chiếc hộp mới này các bạn, thì những cái artwork trên đây cũng đã được thay đổi ha. Thì ở dưới đây chúng ta sẽ có thêm một cái dấu mộc đỏ đó, có chữ phiên bản tối thượng ở đây nè các bạn. Season này thì chúng ta cũng có 48 thẻ tối thượng ha, giống như cái số lượng lần trước các bạn. Và những cái chiếc thẻ Ultimate đó, lắm giống như là những cái chiếc thẻ đặc biệt nha các bạn, cũng là số lượng 24 thẻ ha. Thì cái chương trình này sẽ được bắt đầu từ ngày 14 tây tháng 4 năm 2021 đến ngày 14 tây tháng 7 các bạn. Bây giờ mới có giữa tháng 3 thôi, vậy là chương trình này bắt đầu sớm một tháng rồi đó nha các bạn. So sánh cho các bạn coi cái phiên bản của hai cái chiếc thẻ này nè các bạn. Và một cái điểm lạ nữa nha, ở cái phiên bản cũ thì những cái tấm bài Marine Boy của chúng ta có cái phần artwork này sẽ quay vào trong các bạn, còn ở cái phiên bản tối thượng này thì những cái artwork á sẽ xoay ở phía bên ngoài ha. Thì làm cái kiểu này á, nó được lại cho chúng ta rất là nhiều các bạn. Thứ nhất là chúng ta sẽ lựa được những cái hộp bánh mà nó sẽ không bị trùng nhau nha. Nay siêu thị mình đã lựa được hình như là 16 hay 18 thẻ gì các bạn, nó không có trùng nhau ha. Thì mình cũng cố gắng tìm thêm rất là nhiều thẻ không trùng rồi, nhưng mà cái số lượng chỉ nằm ở giới hạn đó thôi. Không biết cái đợt đầu này nhà sản xuất chỉ phát hành ra hình như là 18 thẻ thôi. Ngày mai mình sẽ đi đến những cái địa điểm khác để mình tìm thêm các bạn. Ok, chúng ta sẽ đi đến cái hộp đầu tiên của ngày hôm nay nào. Đó, trước mắt thì nói về artwork, khi mà được in ở phía cái mặt mà ở phía bìa này các bạn, thì mình cảm thấy màu sắc của những chiếc thẻ này đẹp hơn ha, so với lại những in ở phía mặt trong. Ở mặt trong thì nó được kém một cái lớp mờ các bạn, thì màu sắc của những cái này cũng khá là đẹp, nhưng mà nếu mà so về cái độ hoàn thiện hoàn hảo á, thì mình thấy là những cái chiếc thẻ mới này màu sắc sẽ đẹp hơn nè. Còn cái artwork á, ở cái quy lão sư phụ Toto này, thì mình cảm thấy nó không được cái cool ngầu bằng cái thẻ mà lần trước ha. Nó cũng là ý kiến cá nhân thôi, mọi người có một cái khái niệm về vẻ đẹp nó khác nhau các bạn. Đầu tiên giờ chúng ta sẽ có một thẻ tướng quy lão sư phụ Toto. Đó, có sức mạnh là 5 sao, sức mạnh phòng thủ là 280 và tấn công là 260 các bạn. Quy lão thần Toto ở ẩn từ lâu ở dưới biển, chuyên tâm tu luyện tiên đơn ngàn năm Marine Boy. Tính hơi lẩm cẩm hay quên, nhưng khi chiến đấu lại cực kỳ máu lửa. Quy lão sẽ biến đối thủ già đi 100 tuổi khi kết hợp cùng thẻ cũ mấy thời gian, còn bản thân thì cao to lên gấp 10 lần các bạn. Thế nên đừng dại mà chọc giận quy lão nhé. Xuyên xích trói buộc, một tấm thẻ phép các bạn. Sở xích thần kỳ tương truyền từng giam cầm giao long hung mạnh sẽ vô hiệu hóa thẻ phép đang úp của đối thủ, đồng thời cho phép bản thân rút thêm một lá bài nữa. Cái phong chữ của đợt này các bạn, nó hơi nhỏ và hơi khó đọc hơn cái đợt trước ha. Sao ở mức chấp nhận được các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ có thử vận may không? 1, 2, 3. Không có. Phía trong đây thì chúng ta sẽ có cái mặt sâu của lá bài nữa các bạn. Đó, có chữ tối thượng rất là lớn như thế này. Và cái artwork ở đây hình như là một cái chiếc nhẫn hình rồng đang quấn một cái viên ngọc thì phải. Rất là đẹp ha các bạn ha. Chúng ta đến xích hợp số 2. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có thẻ sứ Zeoli các bạn. Cái sức mạnh phòng thủ là 210 và tấn công là 230 ha. Zeoli là lạng khách chu du khắp nơi, do cơ thể tích điện nên đều bị mọi người xa lánh vì cảm kích được Dumbi thu nhận. Mong nguyện làm theo thuộc hạ của thắng ta. Ngoài tuyệt chiêu chích điện liên hoàn, nếu được trang bị cùng thẻ bài áo choàng đại pháp sư, Zeoli sẽ kích hoạt trạng thái tàn hình của mình để úp sọt đối phương các bạn. Wow, cái artwork của Zeoli của đợt này nè các bạn. Thẻ phép mới nữa là bao bùa kéo các bạn. Tạm ngưng chiến đấu bằng thẻ bài, quyết định thắng thua bằng cách quản tù xì. Người thua sẽ bị trừ 40 điểm anh hùng và búng lỗ tai hai cái ngay lập tức ha. Ok, hai chiếc thẻ nữa rồi. 1, 2, 3, let's go. Không có. Thì chúng ta sẽ có một cái thẻ tướng hải cẩu solo, có sức mạnh phòng thủ là 180 và tấn công là 220. Hải cẩu solo rất dẻo dai và có năng khiếu thể dục thể thao vượt trội bẩm sinh, nên sớm có chân trong đội tuyển bóng đá đại dương FC. Siêu cầu thủ solo sẽ tung ra cú vô lê thần sầu khi được hỗ trợ riêng thẻ bài quả bóng sấm sét, chỉ cần trúng đối phương chắc chắn sẽ bất tỉnh 3 ngày 3 đêm. Nãy giờ mình đọc ra những cái nội tại này các bạn, thì mỗi cái thẻ tướng á, thì chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ giống như là không biết thẻ phép hay thẻ vũ khí nữa các bạn. Đó, sẽ bổ trợ riêng cho cái tướng này. Đó, khi còn có, giống như là có những cái thẻ này thì tướng của chúng ta được búp sức mạnh rất là nhiều các bạn. Nói chung ra thì mình chưa có tiếp xúc nhiều về cái dòng thẻ này ha, cho nên cũng chưa dám nói nhiều các bạn. Tiếp theo thì chúng ta có một tấm thẻ phép lưới trời lồng lộng, một tấm lưới ánh sáng ập xuống chói nghiến đối thủ, khiến hắn bị chói cả tay lẫn chân và phải chuyển sang tư thế phòng thủ và bị trừ 60 điểm anh hùng. Liêu liêu, cái đồ quê xệ. Một cái tấm thẻ quốc như thế này. Thử nhân phẩm nào. 1, 2, 3. Không có luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có thẻ minion đó bạn. Cái artwork là như thế này. À, đây là những cái con mà lính nhỏ của đại vương Dumbi nè. Cái sức mạnh phòng thủ là 170 và tấn công là 200. Minion chính là đại diện cho thế lực ỷ đông hiếp yếu của biển sâu với số lượng hàng ngàn tên. Nghe nói minion từng là cư dân dưới đáy biển, bị sức mạnh hắc ám làm cho tha hóa mà trở thành. Triệu hồi cùng lá bài lá cờ quân tiên phong, có sức mạnh kêu gọi 500 anh em khắp đại dương và dàn trận bủa vây đối thủ đến ngạt thở các bạn.
ánh sáng công lý, một chiếc thẻ phép nữa nha. Ánh sáng rực rỡ rọi chiếu khắp muôn nơi và gia tăng sức mạnh của phe chính nghĩa. Nếu tướng thuộc phe biệt đội siêu anh hùng sẽ được cộng 30 điểm anh hùng phe mình và hủy 50 điểm anh hùng của đối phương. À, đây là cái chiếc thẻ chỉ được sử dụng cho phe bên phe mà giống như chính diện các bạn. Đó, còn phe phản diện thì nó sẽ không được cộng ha. Dưới đây thì không đề cập tới nha. Không biết cái thẻ ultimate không đây. Mấy nay nhân phẩm của mình tăng cao quá các bạn. Mình sợ những cái hộp này thì mình không được may mắn ha. 1, 2, 3. Tục chúng ta thấy thẻ tướng cánh cục Bego của bạn. Có sức mạnh phòng thủ là 250 và tấn công là 190 ha. Gia đình Bego năm đời bán kem tại Bắc Băng Dương lạnh giá. Trời phú cho Bego có khả năng múc băng thần tốc và chịu lạnh vượt sông các bạn. Thẻ bài muỗng siêu hợp kim mà rơi vào tay Bego sẽ tự động tạo ra băng tuyết siêu to khổng lồ để đè bẹp đối thủ ngay lập tức ha. Có cái Edward là như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ tức tay các bạn một chiếc thẻ phép ha. Hủy toàn bộ thẻ phép và vũ khí trên sân của đối phương. So găng tức tay bằng cách cho phép người chơi cộng cả điểm tấn công lẫn phòng thủ của tướng. Áp dụng cho cả thẻ đặc biệt Ultimate các bạn. Wow, có những cái thẻ này thì khá là hay nè. Có thẻ Ultimate không đây? 1, 2, 3. Không có. Tiếp theo chúng ta sẽ có thẻ tướng là cá heo Dobby. Một cái Edward như thế này. Ồ, hình như Edward lần này cá heo Dobby lớn hơn rất là nhiều rồi phải. Lần trước thì mình thấy nó so kêu, nó dễ thương hơn rất là nhiều ha. Có sức mạnh phòng thủ là 260 và tấn công là 240. Là cá heo Dobby thông minh, hóm hỉnh nên luôn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi và là thần tượng của toàn trường. Nhưng mà các bạn học rất sợ mỗi khi Dobby cất tiếng hát vì không khác gì tra tấn các bạn. Dobby có thể khuếch đại âm thanh gấp 1000 lần khiến đối phương té xỉu tại chỗ khi được trang bị riêng thẻ vũ khí súng siêu thanh. Wow, nãy giờ có một cái chiếc thẻ vũ khí nữa bạn. Lồng đèn ma quái ha. Trong đêm tối, chiếc lồng đèn gây ám ảnh khiến đối thủ bị trang chỉnh tâm lý và trừ 60 điểm thủ. Nếu trang bị riêng thẻ cho Dobby tối thượng, hắn trở nên lợi hại gấp đôi khi được cộng thêm 80 điểm công. Hãy chạy ngay đi. Đó, một cái Edward khá là rùng rợn như thế này các bạn. Một cái quả bí ngô thì phải. Có may mắn không đây? 1, 2, 3. Không có. Chúng ta có một thẻ tướng cá mập Sako nữa các bạn. Sức mạnh phòng thủ là 200 và sức mạnh tấn công là 250. Cá mập Sako nổi tiếng là hiếu động và đam mê mạo hiểm. Chàng ta cũng là một cái phượt thủ siêu cấp khi từng chinh phục một mạch 5 đại dương liên tiếp. Nếu được hỗ trợ riêng thẻ ván trượt siêu tốc, Sako có thể tăng tốc nhanh hơn cả tên lửa và hạ gục đối phương cả khi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó, rất là mạnh ha. Đó, thì đợt này thì những cái anh hùng đại dương của chúng ta hình như đã trưởng thành thì phải. Wow, bên đây chúng ta có một cái thẻ vũ khí thứ hai ha, cỗ máy thời gian các bạn. Đó, Edward là như thế này. Chỉ trong tích tắc 100 năm trôi qua khiến đối thủ trở nên già khú đế và bị giảm 50 điểm công. Nếu trang bị riêng cho Toto tối thượng sẽ giúp lão rồ lập tức dậy thì thành công và hút linh khí từ đối phương và được cộng thêm 70 điểm tấn công hoặc là phòng thủ tùy chọn các bạn. À đúng luôn các bạn. Thì những cái chiếc thẻ mùa này sẽ được sử dụng riêng nha bạn, không có áp dụng chung với lại mùa trước nha. Hộp số 7 rồi. 1, 2, 3. Cá voi Wally, một nhân vật mình rất yêu thích trong Marine Boy các bạn. Hình ảnh này là chắc cá voi Wally đã được dạy thì thành công rồi nè. Khá là đẹp trai luôn nha. Sức mạnh phòng thủ là 210 và tấn công là 260. Nội tại của Dobby là không hổ danh là đội trưởng hàng đầu đại dương. Cá voi Wally luôn điềm tĩnh và sở hữu sức mạnh phi thường. Ở đâu có cái ác, ở đó có Wally xuất hiện và ngăn cản các bạn. Nếu được trang bị riêng thẻ vũ khí trong chống bão tố, Wally sẽ tạo ra lốc xoáy vòi rồng cuốn bay đối thủ và làm rung chuyển cả đại dương luôn ha. Rất là hay luôn ha. Tiếp theo chúng ta có thẻ bơm cười các bạn. Đây là một vũ khí bí mật của làng ninja đại dương, khi ném về phía kẻ địch liền gây cười không ngưng và vô hiệu hóa thẻ vũ khí của đối phương, không áp dụng cho thẻ đặc biệt Ultimate ha. Nếu trang bị riêng cho mực Squid tối thượng sẽ được cộng 50 điểm công. Đối thủ sẽ lăn ra cười cả tháng không ngưng. Đó, đây là bộ thẻ bơm cười nha các bạn. Đó, một Edward như thế này. Let's go. Chiếc hộp số 9 nữa các bạn, đây là chiếc hộp cuối cùng của ngày hôm nay là không trùng nha các bạn, còn những cái hộp còn lại là bị trùng rồi nha. Nãy giờ mình review cho các bạn những cái thẻ tướng và thẻ vũ khí, thẻ phép rồi đó, là không trùng các bạn. Đó, chúng ta sẽ có cá nóc Buffy, rồi tấn công là 160 và phòng thủ là 270. Đây là một cái nhân vật bị thiếu trong cái season mùa trước các bạn. Đó, mùa trước là không hề có cá nóc Buffy xuất hiện ha. Bé Buffy nhỏ tuổi nhất đội, còn mặt bẻm nhưng luôn dũng cảm chiến đấu trước cái thế lực ám hùng mạnh. Khi mất cỡ, Buffy ngay lập tức kích hoạt thẻ bài giáp gai phản đòn, tổng hợp 50 loại độc dược khác nhau và khiến đối thủ tê liệt tại chỗ bạn. Lần trước giờ thì mình cứ tự Buffy bên phản diện không à, nhưng mà bây giờ mới biết là bên chính diện ha. À, tiếp theo chúng ta có thẻ phép màn đêm hắc ám, một cái thẻ bổ trợ cho bên phản diện nữa bạn. Bóng tối bao trùm sàn đấu và gia tăng sức mạnh của thế lực biển sâu. Nếu tướng thuộc đại dương Dobby sẽ được cộng 30 điểm công và hoàn 50 điểm anh hùng. Các tướng của đội Dobby bao gồm Octo, Sally và Minion. Đó, có một cái Edward như thế này. Cái chiếc hộp thứ 9 là may mắn không đây. Let's go. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành săn thẻ Ultimate thôi các bạn, chứ không phải là review tướng nữa, vì những cái chiếc hộp này là hoàn toàn là bị trùng ở nha các bạn. Đó, chiếc hộp số 10 may mắn không đây. Hộp số 11 cũng không có. Số 12. Chiếc hộp số 13, con số này thì lần trước rồi rất là may mắn đối với mình, không biết lần này thì sao, nhưng mà mình nghĩ là cũng thời gian đầu mà, không có cũng không có gì phải buồn bạn. 1, 2, 3. Số 14, 1, 2, 3. 15, cũng không có luôn. 16, 17 rồi, 18 rồi các bạn, 19,
Và chiếc hộp cuối cùng trong video của ngày hôm nay, let's go. Không có rồi, vậy hôm nay chúng ta sẽ không săn được một cái chiếc thẻ Ultimate nè ha. Wow, những cái tấm thẻ bài này khi cắt ra mà cầm trên tay khá là nổi bật các bạn. Nó nổi hơn cái mùa trước rất là nhiều nha. Ê, cho các bạn coi close up cận cảnh của tấm thẻ cũ và tấm thẻ mới nè. Theo các bạn thì tấm nào nó đẹp hơn các bạn? Thì tấm này có những cái đường viền màu vàng thì mình cảm thấy là nổi bật hơn ha. Nhìn chung quy thì tấm thẻ cũ cũng rất là đẹp. Nói chung là mọi người mở ý nha các bạn. Thì các bạn nào thích cái tấm thẻ nào hãy comment phía dưới video cho mình biết ý kiến của các bạn nha. Đây là 9 tấm thẻ tướng mà mình sưu tập được của ngày hôm nay. Video đầu tiên của mùa giải mới ha, Season 4 các bạn. Ở trong mùa giải mới này thì những cái tấm thẻ phép và vũ khí của chúng ta có những cái artwork khá là đẹp ha. Và nhìn rất là sống động luôn các bạn. Đó, như bơm cười nè, lồng đèn ma quái hay là cỗ máy thời gian các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã chia được làm hai bộ bài. Mỗi bộ là 18 lá không trùng nhau như thế này các bạn. Đó là những cái lá hồi nãy mình đã quay cho bạn xem đó. Thì mình cũng chia làm hai bộ để giveaway cho những cái bạn đã đăng ký kênh Toy Channel ha. Để cho các bạn sớm có những cái tấm thẻ tối thượng mới này để vào trường khoe với bạn bè nha các bạn. Đó thì thời gian săn bánh thì còn rất là nhiều thì mình cũng sẽ có rất là nhiều video về cái season tối thượng này. Mong các bạn hãy luôn ủng hộ kênh Toy Channel bằng cách cho mình một like video, một nút chia sẻ hoặc là những các bạn nào chưa đăng ký hãy nhấn vào nút đăng ký kênh nha. Để mình có động lực ra thêm nhiều video về săn bánh, săn thẻ, những cái thẻ đặc biệt của mùa giải mới này nữa nha các bạn. Thì cái cách thức để tham gia cái giveaway này như sau. Các bạn lưu ý nha, chỉ dành cho những các bạn đã đăng ký kênh Toy Channel thôi các bạn. Thì theo các bạn nghĩ, ở cái phiên bản tạm thời gọi là season 4 này và cái phiên bản trước là season 3 các bạn, thì các bạn cảm thấy cái season nào có artwork hay là có những cái chiếc thẻ đẹp hơn thì các bạn hãy comment ý kiến riêng của bạn phía dưới video nha. Để cú pháp, ví dụ bạn chọn season 3 thì hãy comment Marine Boy season 3 kèm theo 3 con số mà bạn cảm thấy may mắn nhất đối với bạn. Đó, giống như cú pháp trên màn hình nhé. Cũng thứ bảy tuần sau mình sẽ căn cứ theo giải đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh và mình tìm ra hai bạn may mắn và mình sẽ gửi ra 18 bộ những chiếc thẻ này đó về tận nhà bạn theo đường bưu điện hoàn toàn miễn phí nha. Còn bây giờ mình xin kết thúc video này tại đây. Những các bạn nào chưa đăng ký hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đó, mình sẽ ra thêm nhiều video thật hấp dẫn nữa. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.